Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Trong sáng ngày hôm nay tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp. Tại buổi lễ thì Hoa hậu Mai Phương Thúy đã đại diện cho một công ty mình làm hình ảnh, ủng hộ 20 tỷ đồng nhằm góp phần hỗ trợ đẩy lùi đại dịch Covid-19. Tại buổi lễ có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đại diện các bộ ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, các tôn giáo. Lễ phát động được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh thành trong cả nước. Hoa hậu Mai Phương Thúy đã có chuyến bay đến Hà Nội tham gia vào buổi lễ này. Nàng hoa hậu chính là mỹ nhân hiếm hoi được vinh dự góp mặt trong buổi họp báo. Cô đồng thời cũng là đại diện một công ty mình làm đại sứ ủng hộ 20 tỷ đồng cho nước nhà, thực hiện các công tác phòng chống và đẩy lùi đại dịch tại Việt Nam. Hoa hậu Mai Phương Thúy luôn hướng về cộng đồng và tham gia nhiều chiến dịch, hoạt động thiện nguyện. Theo đó, Hoa hậu Việt Nam là gương mặt hình ảnh của thương hiệu trong nhiều năm qua. Chính vì vậy, cô được xuất hiện với vai trò đại diện, đồng hành cùng doanh nghiệp trong dự án ý nghĩa lần này. Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng chia sẻ rằng, thật vinh dự khi tôi có cơ hội đặc biệt như vậy. Bản thân tôi những ngày qua cũng vô cùng lo lắng và theo dõi tình hình dịch bệnh của nước mình. Nhân đây tôi cũng mong rằng đại dịch sẽ được đẩy lùi nhanh chóng. Mọi người cùng nhau bình tĩnh và làm theo những chỉ thị từ Bộ Y tế để góp phần ngăn chặn dịch bệnh, để chúng ta có thể trở lại guồng quay công việc cũng như nền kinh tế không bị ảnh hưởng. Mọi thông tin tiếp theo về sự việc này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên bản tin của S News. Các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe S News nhé.